Thưa quý vị, Tổng thống Trump thực chất không hề giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào hồi năm 2016. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter hiện đang kêu gọi chính quyền mở thêm một cuộc điều tra tường tận về việc Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Điều này đồng nghĩa với việc Moscow đã giúp cho Tổng thống Trump đắc cử vào vị trí Tổng thống, và thực chất nhân vật này không hề mang về chiến thắng như các bài báo đã đăng trước đây. Khi được hỏi về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử, ông Jimmy Carter đã quả quyết Nga là kẻ phá hoại nhằm để khiến cho ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ là Hillary Clinton không kiếm đủ số phiếu bầu. Phát biểu này đã được ông Carter đưa ra tại một sự kiện ở thành phố Leesburg thuộc tiểu bang Virginia. Mặc dù kết quả điều tra của công tố viên Robert Mueller cho thấy Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử, tuy nhiên lại không thể chứng minh Nga đã đi đêm với ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump.